Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 107. Bài toán này thầy minh họa cho phần liên quan đến este vận dụng cao. Cụ thể, một series video này minh họa cho liên quan đến phản ứng đó là hỗn hợp gồm có axit carboxylic. Đó. và ancol. Như vậy những cái bài toán mà liên quan đến hỗn hợp gồm có axit và ancol phản ứng với nhau thì các em sẽ đưa vào đây và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tự tin hơn với những bài toán như thế này. Ở đây bài toán này thầy có luôn là đốt cháy là 3,36 g. Thầy quy đổi luôn, bẻ chức axit ra, bẻ chức ancol ra, còn lại C và H2. Thực hiện phản ứng đốt cháy. Kết quả CO2 và nước có sẵn số mol. CO2 các em có là 0,125. Nước em có là 0,13 mol. Ok. Như vậy các em có quá nhiều thông tin để tìm ra được nó rồi Đầu tiên thầy dồn chất thành C H2 và oxy cho nó nhanh C là 0 0,125 H là bằng 0 0,13 Bảo toàn khối lượng Các em lấy 3,36 trừ đi C và H chia 16 Kết quả bằng 0,1 Phản ứng thứ hai là phản ứng phụ với natri Thì kết quả hero của em có số mol bằng 0,035 như vậy bảo toàn hero hình động Thầy có hero hình động của thầy sẽ bằng là 0.07 Hay nói đơn giản là tổng số mol hỗn hợp Gồm có hai chức này bằng 0.07 mon Và oxy của nó ở đây là 0.1 như vậy thầy dùng kỹ thuật vênh oxy kết quả thầy tìm ra được cái axit này của thầy có số mol bằng 0,03 và ancol của thầy OH có số mol bằng 0.04 đó OH như vậy có thể đưa ra kết luận Đó là Trường hợp thứ nhất Thầy có ancol của thầy là ancol hai trước rồi Vậy thầy có số mol bằng 0.04 chia 2 bằng 0.02 Vấn đề là axit của thầy có thể là hai chức Có thể là đơn chức Nếu đơn chức thì bằng 0.03 như vậy kết quả người ta nói rằng là trong đó số mol của x ở đây này nhỏ hơn số mol của y đó mà x của thầy là axit như vậy trường hợp bài loại. Vậy suy ra x của thầy phải là axit hai chức. Đó, thì số mol bằng 0.015. Như vậy trường hợp đơn chức này là sai. Đến đây rồi thì các em biết số mol rồi, biết tổng C rồi, thì việc các em xếp hình để tìm ra được cái phần hai công thức này không khó. Các em tính delta C2 thừa ra sẽ bằng tổng C là 0.125 trừ đi C min là 0.015 nhân với 2 trừ đi 0,02 nhân với 2. Kết quả tính ra delta CH2 bằng 0,055. Đó. Như vậy các em tiến hành ghép 0,055 mol CH2 vào thì kết quả nó sẽ bằng 0,015 nhân cho thầy với lại 1 cộng 0,02 nhân với 2. Như vậy cái axit này của thầy ở đây phải gắn thêm là 1C và cái ancol này phải gắn thêm một thầy là 2C. Như vậy kết quả suy ra chất cần tìm sẽ là axit và gắn thêm một C nữa. Vậy nó là axit malonic. Số mol là 0,015. Ancol gắn thêm 2C nữa vậy nó phải là C4. H của thầy ở đây là H8 OH tất cả hai lần. Số mol là 0,02 mol. Đề thi yêu cầu tính phần trăm khối lượng của X tức là axit như vậy phần trăm khối lượng của X kem tính ra xấp xỉ bằng 46,43% và đáp án ở đây sẽ có là đáp án B.